Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hai con gái Mỹ Lệ về nước mừng sinh nhật mẹ, nhân sắc rực rỡ khiến dân tình u mê. Hai thiếu nữ nhà Mỹ Lệ thừa hưởng nhiều nét đẹp của nữ ca sĩ và có chiều cao nổi bật. Năm nay là sinh nhật đáng nhớ của ca sĩ Mỹ Lệ khi hai con gái cùng về nước sau thời gian dài du học. Vì thế nữa ca sĩ đã chơi lớn khi trang hoàng biệt thự nghìn mét vuông ở Thủ Đức để mừng tuổi mới. Ca sĩ Mỹ Lệ vui khi gặp lại các con sau thời gian xa cách. Con gái đầu của Mỹ Lệ là Janet du học ở Đức mới về nước vỉa hè được 10 ngày. Con gái thứ hai tên Jennifer vừa học xong lớp 11 nhân sắc của hai con gái mỹ lệ khiến dân tình trầm trồ hai thiếu nữ thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nổi tiếng và chiều cao nổi bật buổi tiệc sinh nhật còn có sự tham gia của những người bạn bè thân thiết với nữ ca sĩ mỹ lệ là một trong những ca sĩ thành công với dòng nhạc trữ tình nổi tiếng cùng thời với giọng ca đường cong thu minh hồng ngọc tuy nhiên khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp Giọng ca và cơn mưa tới rút lui khỏi showbiz để tập trung vung vén tổ ấm nhỏ. Đến nay ca sĩ mi Lệ đã có ba người con, trong đó hai cô con gái Misa và Misu đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái không phải dạng vừa đâu, cùng khả năng giao tiếp đến tận 6 ngôn ngữ. Các sĩ mỹ lệ bàn về việc nhiều người nổi tiếng ảo tưởng sức mạnh phát ngôn ngông cuồng mỹ lệ cho rằng đã là người nổi tiếng thì nên quản lý cái miệng của mình khi phát ngôn trên mạng xã hội thời gian gần đây vụ việc một youtuber lên tiếng bóc phốt bác sĩ chữa bệnh ý muộn đã khiến cư dân mạng quan tâm đa phần cư dân mạng đều đứng về vị bác sĩ này và cho rằng nữ youtuber diễn sâu thậm chí một số do việc cũng hết mực khen ngợi vị bác sĩ này đã giúp họ trong quá trình tìm con Vụ một nữ youtuber bóc phốt bác sĩ khiến mạng xã hội xôn xao. Ca sĩ Mỹ Lệ gây chú ý khi bàn luận về những phát ngôn của các người nổi tiếng trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ chia sẻ, ứng xử trên mạng xã hội dạo này có nhiều cách thật ngán ngẩm. Không cứ phải người nổi tiếng KOLS là có thể kiểm soát được chính mình. Điều đó còn tùy thuộc vào trình độ, bản lĩnh và cái tầm của họ. Đa số những cái phốt mà họ tự gây ra đều xuất phát từ tham vọng, muốn tạo tiếng vang, muốn tăng độ hot mà quên mất mình là ai, quên mất mình ở đâu đến cả rổ hột xoàn, cả hàng ký lô sổ đỏ cậy phá làng phá xóm còn bị bế. Quê xẻ luật sư danh giá suốt ngày ra rã, bị bứng vào nhà giam, lấm bỏm vài bài vay mượn đòi làm danh ca, làm cha thiên hạ, rồi phát ngôn ngông cuồng bị khóa tài khoản, bị tẩy chay, ném đá, quá trời những trường hợp ảo tưởng sức mạnh. Thế nên làm người nổi tiếng không có dễ đâu nha các bạn. Phải tập kiểm soát cái mốt, cái gì nên và không nên làm. Nói gì và nói như thế nào? Việc đầu tiên cần phải làm là học cho xong lớp 12. Nếu không thể thì cố xong cấp 2 một cách nghiêm túc để không được sai lỗi chính tả. Chính tả còn viết sai tè le, làm sao mà biết ứng xử cho phải đạo. Mạng xã hội quả thật nguy hiểm ác, đưa lên được nhưng dìm xuống tàn bạo hơn rất nhiều, hết sức tỉnh táo. Ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng người nổi tiếng nên tỉnh táo, quản lý tốt miệng của mình. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo